hôm nay bánh xèo nhí đi đâu hết rồi, không còn một ai hết luôn, không còn người đứng bánh xèo cũng không thấy luôn, người đổ bánh xèo cũng không thấy luôn. Mình đang đứng tại địa chỉ 21 đường Đông Bắc, phường Tân Khánh Hiệp, quận 12. Rồi người đổ rồi. Bà của chú, người đổ đi đâu mất luôn rồi. Người đổ bỏ xe bánh xèo luôn rồi. À, ngoài trời thì bắt đầu là đổ mưa. Bánh chào. Đây. Ủa. Ê, ông bà cô chú anh chị và các bạn ơi. Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Ở bánh xèo nhí nha. Cái chụp tấm hình cái đi chứ. Nè, 1, 2. Ê, đâu vậy? Nhìn đâu vậy? 1, 2. Diễn. Action. Cười e thẹn thôi, nhẹ nhàng thôi. Mình là con gái, mình cười nhẹ nhàng e thẹn thôi. Nụ cười đã trở lại rồi. Rồi xong rồi. Vô bánh xèo vừa hoài vậy. Ủa, chú mua gì vậy? Mua bánh xèo. 4 cái à anh? Không có. Bánh xèo còn đang còn gì? Bánh xèo đang còn nhiều quá nên là mình nói là mua bánh mì. Bánh mì hả? Mua 4 cái bánh mì hết trời. Trời ơi, mình đáng đúng quá trời. Hồi nãy đang hỏi phỏng vấn chưa trả lời câu hỏi. Tại sao nãy là nụ cười tạm thời tắt của giữa đầu nó trở lại. Trở lại hơn một tuần nữa. Lý do hả? Để ra mà mình không biết lý do. Để ra khách mấy chị mọi người nha. Không, lý do khác rồi, không phải lý do đó. Quả chỉ là nó mất hiệu quả. À, nó đang hấp miệng. Hiệu quả là tập trung hả? Dạ, tập trung. À, bị lộn hả? Tập trung là trung gì? Tập trung là dễ hả? Khách hàng là thượng đế hả? Phải không? Trời ơi. Khách hàng là thượng đế đúng không? Bánh xèo như thế nào? Thơm ngon không? Có thơm có ngon không? Có. Hả? Vừa thơm vừa ngon hả? Bé gái 18 tuổi đổ bánh xèo ở địa chỉ 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. 35k một cái. Đây ông bà cô chú ơi, số điện thoại đặt hàng. Đây là anh Mai đi hướng tóc nha. Đây. Bé hả? Hả? Xuống tóc hả? Xuống tóc. Theo thầy Minh Tệ hả? Đấy. Sao tự nhiên tóc đang đẹp kia mà xuống tóc làm gì? Thôi đừng tóc. Còn để nguyên vậy nó mới đẹp. Xuống hơn sâu lắm. Xuống tóc ra để qua từ hả? Xuống tóc theo thầy Minh Tệ luôn, cái chết luôn á. Nhưng mà con có ý tưởng con design cái mốt là chưa? À, thứ gì Pokemon đó. Hả? Mấy đứa trẻ trâu mà nó vô tóc lên sừng đấy đó. Ý tưởng cái mẫu mẫu tóc mình chưa? Chưa hả? Là ra nhà tạo mẫu hết như mà. Hết như Ken đó. Được rồi, đẹp quá, hết như Ken là quá đẹp luôn. Cái ba phân. Giống như siêu mẫu Rose. Kiểu này là nói ông nội á, là ông tối nay ông cắt mấy cái nồi cơm điện đồ đi chứ không là video dài lắm các bạn. Để cho mấy hàng nó 70 phút rồi, đỡ 70 phút luôn. Các bạn ngồi coi chút. Để chúng ta quay đoạn cuối. Để chúng ta quay đoạn giải cứu. 2, 4 2,
2, 4, 6, nhiều 2. Ba muốn xe kìa. Hút vô. Ủa kẹt bữa ấy rồi mất rồi. Lâu hai cái. Ờ vô kêu quá, vô kêu quá. Cho kia nó đi vô đi. Trời ơi, nói tiếng Anh dư đó. Ông bà vô ăn nhiều quá. Còn anh nói là, còn hỏi người ta hỏi là bây giờ là 9 giờ kém rồi. Em đang ở bánh xèo nhí. Hôm nay trời Sài Gòn thì cũng đang mưa phùng phùng. Trời Sài Gòn thì đang mưa phùng phùng. Hả? Nội kêu cho mình. Rồi hai cái ông nội gái rồi đang vô thấu tiền à. Thấu tiền cho cô á. Thấu tiền nội ơi, thấu tiền nè con gái, thấu nhanh lên cho cô gì? Con có tiền chẳng. Bà nội hả? Thấu tiền, thấu tiền cho khách về rồi. Hai bánh nội. Rồi xong. Cái đó là giao cho anh Kim. Hả? Đem luôn.
kè nó giang hồ quá hả? Đúng rồi, giang hồ. Ồ, giang hồ quá thiệt cái chứ. Đó là giống cơm kìa. Rồi cái đó dành kè đó. Rồi rồi. Xong. Xong. Chở gì hả? Chở gì về ngoài ngủ giùm anh. Nếu như vậy còn nửa tháng nữa là xong là phải chiêu từ lấy á. Hết tiền luôn. Một tháng 600 người ta không chịu đổ luôn. Ta đổ gác ta tự nói luôn, tự ra giá tự nói tự không đổ luôn. Sầu riêng ở dưới đây chỗ người ấy có mấy triệu á. Mấy triệu á. Thiệt. Có ba mà cô chú hết con. Kìa cái gì mà nó nhìn cái sầu riêng mà kìa nó nhìn chăm chú sầu riêng. Còn bé Hà nó thấy sầu riêng nó lắc đầu. Sao cái bánh xèo. Sao cái bánh xèo. Sao cái bánh xèo cái kèo này nó chưa chốt luôn á. Kèo thơm, kèo thơm. Sao cái bánh xèo là quỷ ra là 201 cái sầu riêng 90.000 kg là 12 kg rưỡi. Cái sầu riêng 2 kg rưỡi. Lấm keo. Chốt. Ủa? Chốt. Ủa? Còn bé Hà là chúng ta cũng được chứ. Thôi chúng ta thắng. Trời ơi. Thôi chúng ta. Cái gì vậy? Tao mang nãy giờ nó cái kèo này nó không chốt được cho nên nó trốn luôn à. Còn cái giá một cái bánh xèo. Một cái thì nó rồi nãy tạm biệt ba cái mà cũng chưa tắt video dùng. Đến cái đoạn giải cứu giờ chúng ta quay cái đoạn giải cứu. Không rồi. Gì? Hết giờ. 8:30 rồi. Cách đâu hết rồi thế. Hôm nay bảnh xèo nhỉ. Kiệt ăn gì chưa Kiệt? Mà cắn móng tay hoài với Kiệt. Hả? Ăn gì chưa? Chưa hả? Làm gì mà chưa ăn gì? Nhà mình có bánh xèo, mình ăn đảo bánh xèo đi. Hả? Nhanh lên, bánh xèo cháy rồi kìa. Nhanh lên. Ôi ôi. Cái bánh làm gì trong đó vậy? Điện thoại hả? Trâm Anh đó hả? Trời ơi, Kiệt nói tiếng gì đó, chú Long không biết luôn. Rồi. Rồi, khách vô luôn, 3 xe, 6 cây. Vô luôn à, vô nhà luôn anh chị ơi. Ba chú 6 cái nha con. Khuya, đêm đã khuya rồi. Ủa? Sao mấy Hà ra, đi ra rồi? Mấy Hà đi học không? Học bài rồi. Bây giờ giao lại tìm bánh xèo cho Kiệt rồi. Kiệt không cười vậy mày. Chưa ăn là có khác à. Kiệt. Kiệt cũng đổ bánh xèo nó căng thẳng quá trời.
Mấy mấy cái em? Mấy cái em? Mấy cái? Ba cái hả? Ba cái rau ba cái con. Rau ba cái nha. Mấy cái rồi kiệt. Kiệt, bỏ thêm cái vô nữa. Lấy một cái bỏ vô nữa con. Cái đây nè, bỏ lên. Bỏ dưới lên xem. Bỏ đó, ba cái xe chủ ăn gì à? Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Chăm anh bữa nay nó chăm anh bữa nay nó bỏ đi xô luôn rồi. Khuya rồi, khuya rồi. Trễ, trễ giờ. Bữa nào nó đang ăn dụng nha các bạn. Ăn dụng, ăn dụng. Nãy mới vừa bóc miếng thịt á. Mà anh giai đoạn kiểu nó ăn kẹo. Hả? Tập trung dữ vậy. Bé trai 12 tuổi đổ bánh thèo không giống ai, chỉ giống là bánh thèo thôi. Đổ tự nhiên ai đời đi đổ bánh thèo mà nó kêu xèo xèo là sao ông nội? Đổ bánh thèo mà nó kêu xèo xèo là sao ông nội? Sao nó không kêu tiếng khác mà nó kêu xèo xèo ta? Một chảo thôi ông nội, kêu đổ một chảo thôi kìa. 2 4 6 8 10. Xèo lửa đây. Ồ, cháy quá, cháy quá, cháy quá. Thấy Kiệt đang đổ bánh xèo. Trời ơi, ê con tôm. Đây. Anh Kiệt anh không để ý nè ông bà cô chú. Rồi lỗ một con tôm rồi. Con tôm nè. Hả? Hồi chưa có mưa hả? Trời ơi. Lượm tôm ra. Tôm mà kẹt cái luộc tôm phải không? Xong đêm đã khuya rồi. Tới giờ rồi. Con Kiệt cũng đang chưa ăn gì buồn ghê ta. Nhờ đổ cái bánh xèo mà nó không nói lời nữa luôn á. Rồi biết rồi, anh cố tình sang quần kìa. Anh sang quần kìa. Kiệt. Kiệt. Con là con thích ăn sầu riêng đúng không? Còn chị hai là không thích ăn sầu riêng đúng không? Ngày hôm qua chú Lâm thấy con ăn sầu riêng rồi đúng không? Ngày sầu riêng mình đừng có ăn nhiều.
người lắm. Ăn sầu riêng được cái ăn nhiều, nóng trong người, viêm màng túi. Thiệt. Nóng lắm á. Nóng lắm sầu riêng. Lâu lâu mình ăn vui thôi. Con ăn là nổi mụn lên rồi. Nè bữa nay thấy có mụn nè. Nè. Con ăn sầu riêng đâu nổi mụn. À, vậy là không biết ăn sầu riêng. Con ăn sầu riêng hả? Sầu riêng. Không không? Không. Uống nước gì vậy? Trà đá. Trà đá. Trà đá. Trà đá. Ê cháy rồi, bánh xèo này thôi xuống xuống bếp. Đổ đi, đổ đi. Đổ đi mới cái 9 giờ mà. Đổ bánh xèo tới 11 giờ lận mà. 9 giờ rồi, chú làm gì trễ quá. Hôm nay cứ mình hắn hoài đang bị cỏm nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đây là ông bà cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Dạ. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Thèm bánh xèo ghé mùa bánh xèo nhí đi ông bà ơi. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Còn mấy cái thì cháu cái đó là xong đó hả? 29 31 rồi. Mốt là mùng 1. Mùng 1 đó là có bánh xèo, bà nội vẫn bán bánh xèo bình thường nha ông bà cô chú. Bà nội vẫn bán bánh xèo bình thường. Dạ, các cháu vẫn bán bánh xèo bình thường. Vừa có bánh xèo chay mà vừa có bánh xèo vừa có bánh xèo chay mà vừa có bánh xèo mặn nữa nha. Dạ. Thế thì bữa chủ nhật luôn. Thứ bảy. À, ngay bữa chủ nhật luôn. Thứ bảy là máu chảy về tim á. Biết không? Thứ bảy này có chương trình vui lắm. Hello. Chương trình à? Thử thách bánh xèo nhí. Rồi rồi, có kèo hả? Thử thách bánh xèo nhí. Chúng ta có kèo rồi nha. Thử thách ai? Thử thách bánh xèo nhí hay là thử thách... Đâu, thử thách mình nữa chứ. Mấy bánh nhí mà thử thách chứ. Anh ớt hả? Ớt có chưa? Ớt chưa có nghe nói. Thử thách cực kỳ. Thử thách sẽ có thử thách. Có giải thưởng không? Giải thưởng thì chưa biết nhưng mà sẽ có thử thách. Thử thách phải có giải thưởng. Bye bye nha, hẹn gặp lại bạn của chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Bye bye. Bye 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 bye. Trời mưa rồi, trời mưa rồi chị. Trời mưa rồi, kiệt cũng đã hết bánh rồi.